Bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. Shark Hưng nói thành công không có công thức, nhưng triệu phú Adam Khoo lại chỉ ra cách bạn có thể sao chép được thành công của người thành đạt. Một khi bạn đã học được cách tái lập trình bộ não của mình và biết cách cài đặt các chương trình mới ưu việt hơn, bạn sẽ thay đổi được cách tư duy và hành động của bản thân. Từ đó, bằng cách luôn suy nghĩ và hành động tích cực, bạn có thể đạt được bất cứ thành công nào mà bạn mong muốn. Không có công thức dẫn tới thành công. Nổi tiếng sau khi tham gia 3 mùa chương trình Shark Tank Việt Nam thương vụ bạc tỷ, Shark Phạm Thành Hưng, Phó Chủ tịch Cen Group là hình mẫu thành công lý tưởng cho nhiều người trẻ. Một câu hỏi vị doanh nhân này thường nhận được là làm thế nào để thành công như Shark? Chúng ta phải định nghĩa thế nào là thành công? Thành công là điều mà chúng ta đạt được mong muốn của mình. Đơn giản thế thôi, chứ không phải thành công là trở nên rất giàu có, đứng ở top trên của xã hội. Thành công không có công thức và mỗi người phải tự tìm công thức cho chính mình. Nếu có một công thức nào đó để thành công thì cả nhân loại đã thành công, thay vì chỉ có một số ít người thành công. Đó là câu trả lời của Shark Hưng với câu hỏi như vậy. Tuy không chỉ ra công thức, nhưng Phó Chủ tịch của Cen Group cũng chỉ ra cách để người trẻ làm theo có xác suất thành công cao. Theo ông, muốn thành công chúng ta cần kết hợp của 3 yếu tố như 3 vòng tròn. Sự giao thoa của 3 vòng tròn càng lớn thì khả năng thành công càng cao. Vòng tròn thứ nhất là năng lực. Năng lực con người ta có rất nhiều khía cạnh. Có nhiều học giả, nhà khoa học tạm thời thống kê đưa ra 7 loại hình thông minh của con người. Ví dụ, thông minh không gian thì giỏi về kiến trúc, xây dựng. Thông minh âm thanh có thể trở thành nhạc sĩ, ca sĩ. Trí thông minh của chúng ta ở lĩnh vực nào cao nhất, ở trong lĩnh vực đấy chúng ta cảm thấy có ưu thế vượt trội hơn người khác, nhanh hơn người khác qua thực tiễn và qua trải nghiệm bản thân. Vùng thứ hai gọi là đam mê. Đam mê ở đây là mang tính khát khao, muốn làm điều đó mãnh liệt bằng được rất mạnh mẽ. Vòng thứ ba là cái đam mê, cái năng lực đó có mang lại ý nghĩa gì, giá trị gì cho cộng đồng, cho nhân loại và cho khách hàng hay không. Nếu đam mê này không có ý nghĩa thì không thiết thực, và vòng tròn này gọi là vòng tròn hiệu quả. Nếu mỗi người xác định được đâu là năng lực, đâu là đam mê khát khao và đâu là hiệu quả mang lại cho xã hội, tìm được giao thoa thì khả năng thành công của chúng ta càng cao. Công thức thành công của Adam Khoo. Tự lập ở tuổi 26, Adam Khoo là một trong những triệu phú trẻ tuổi nhất tại Singapore. Sở hữu và quản lý một số doanh nghiệp trong ngành giáo dục, đào tạo, quản lý sự kiện và quảng cáo với doanh thu tổng cộng hàng năm vào khoảng 30 triệu đô la Singapore. Hiện tại, Adam Khoo là một diễn giả, nhà doanh nghiệp, tác giả của nhiều quyển sách bán chạy nhất và là nhà lãnh đạo về cách làm việc hiệu quả cho các công ty đa quốc gia và cá nhân khắp châu Á. Đồng thời là một chuyên gia tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, tiếp thị, quản trị, lãnh đạo và phát huy tiềm năng con người. Công thức thành công được Adam Khoo bật mí trong cuốn sách Tôi tài giỏi, bạn cũng thế chính là nếu bạn sao chép được cách thức tư duy của người thành đạt, bạn sẽ sao chép được thành công của họ. Ví dụ, nếu người khác có thể bước lên trước đám đông diễn thuyết một cách tự tin, chính bạn cũng có thể làm được như vậy. Nếu người khác có thể thay đổi những suy nghĩ của họ sang hướng tích cực để cảm thấy phấn chấn và tự tin trong mọi hoàn cảnh, bạn cũng có thể làm như thế. Nếu người khác chứng tỏ được khả năng sáng tạo của họ, bạn cũng có thể làm được như vậy. Họ đã làm được những điều đó bởi vì não bộ của họ đã được lập trình để kích hoạt các chương trình cực kỳ hiệu quả khi cần thiết. Và do tất cả chúng ta hầu như có cùng hệ thống trí não, phần cứng giống như nhau, bạn chỉ cần tìm được chương trình họ đang dùng, tiến hành cài đặt cho não của bạn rồi lập trình cho não kích hoạt những chương trình đó đúng cách. Ngay lập tức bạn cũng sẽ có được những khả năng mà bạn mong muốn. Bạn có sợ việc phải đứng nói chuyện trước đám đông hay không? Đa số chúng ta đều cảm thấy không thoải mái cho lắm khi nói chuyện trước đám đông. Thậm chí, một số ít người tỏ ra cực kỳ căng thẳng khi nhìn thấy nhiều người trước mặt. Tay chân họ bỗng lạnh ngắt, run rẩy, mặt họ trắng bệch ra và họ chỉ có thể lắp bắp vài điều muốn nói. Ngược lại, có những người lại có phong thái rất thoải mái, nhẹ nhàng, tự tin khi đứng trước đám đông và còn có vẻ rất náo nức khi được diễn thuyết trước công chúng. Những diễn giả tài năng nói chuyện trước cả một hội trường lớn cũng đơn giản như nói chuyện chỉ với một vài người vậy. Họ không những không có chút lo lắng nào mà còn có óc khôi hài để làm tăng phần thú vị cho bài diễn thuyết của mình. Thế thì, điều gì tạo ra sự khác biệt giữa một người vô cùng tự tin và một người luôn sợ hãi khi diễn thuyết trước công chúng? Bởi vì mọi người đều có cùng tiềm năng trí tuệ, cho nên sự khác biệt chính là ở chỗ mỗi người sẽ kích hoạt một chương trình khác nhau trong não khi đứng trước đám đông. Đối với người sợ hãi, bộ não của họ đã được lập trình để kích hoạt chương trình sợ hãi ngay khi họ nhìn thấy đám đông trước mặt, và chương trình này lập tức làm ngưng hoặc gián đoạn hoạt động của các chương trình có ích khác như là giao tiếp hay khôi hài, nhạy bén. Thế là chúng ta đã có một diễn giả tồi. Điều ngược lại xảy ra với những người tự tin khi đứng trước đám đông. Thay vì kích hoạt chương trình sợ hãi thì não của họ sẽ kích hoạt chương trình tự tin. Và bản thân chương trình này sẽ kích hoạt những chương trình hữu ích khác cho việc diễn thuyết, giúp diễn giả nói chuyện một cách thoải mái, khôi hài và cũng không kém phần sắc bén, chiếm được cảm tình của người nghe. Điều không may là hầu hết chúng ta đều chưa bao giờ học các chương trình hạn chế của não bộ. Chính vì thế, chúng ta không thật sự kiểm soát được bộ não của mình, thay vào đó chúng ta để cho não bộ điều khiển chúng ta. Tất nhiên, khi chúng ta để cho não bộ làm chủ mọi thứ thì nó sẽ hoạt động ở chế độ có sao chạy vậy, sử dụng những chương trình tâm thương và thậm chí là kích hoạt chúng không đúng hoàn cảnh. Kết quả là chúng ta chỉ có thể đạt được những điều hạn chế trong cuộc sống này. Những người thất bại trong cuộc sống là những người luôn cho rằng mọi chuyện đều không nằm trong tầm kiểm soát của họ hoặc vượt ra ngoài khả năng của họ. Họ nghĩ và tin rằng họ không thể điều khiển bộ não của mình, tái lập trình nó và cài đặt những chương trình ưu việt hơn để giúp cho họ thành công trong cuộc sống. Bạn cũng có thể sẽ làm được những điều mà trước giờ bạn cho là không thể, ví dụ như là tích cực tập thể dục cho đến khi đạt được hình thể lý tưởng, luôn làm việc một cách hăng say hoặc thực hiện một bài diễn thuyết ấn tượng trước đám đông. Bộ môn khoa học về phát triển bản thân giúp bạn tái lập trình bộ não của mình, được biết đến với cái tên gọi là lập trình ngôn ngữ tư duy hay được viết tắt là NLP. NLP tập hợp nhiều kỹ thuật khác nhau giúp bạn sử dụng ngôn ngữ để lập trình và tái lập trình hệ thống tư duy nhằm có thể liên tục đạt được những kết quả mong muốn. NLP được phát minh bởi tiến sĩ Richard Bandler và tiến sĩ John Grinder vào thập niên 70. Theo Thảo Nguyên, Trí Thức Trẻ, cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay!